Hello, chào. Tôi đã về phòng sau khi pha cho mình ly cà phê đen. Tôi đã về phòng và lúc này ở cửa sổ tôi cũng đã có một ổ bánh mì. Buổi sáng thì tôi nhận ổ bánh mì ở cửa sổ. Tôi sẽ ăn nửa ổ bánh mì. Bây giờ thì là bài binh bố trận. Cà phê, nước lọc, trải cái napkin, khăn ăn, bánh mì. Lấy cái điện thoại ra. Tắt cái YouTube. Mở cái Google Translate. Để ôn tập môn tiếng Anh. Buổi sáng thì tôi ăn nửa ổ bánh mì lót dạ. Nửa ổ để dành. Bây giờ là vừa ăn vừa ôn tập môn English. Hôm qua trời không có mưa. Mưa đó là rain. Hôm qua là yesterday. Hôm nay là today. Ngày mai là tomorrow. Nghe đọc. Động từ to do. Quá khứ là did. Bây giờ hôm qua là chuyện xảy ra quá khứ, thành ra it didn't rain yesterday. Chúng ta văn nói có thể nói là yesterday, yesterday no rain. Yesterday, hôm qua no rain, không có mưa. Nhân dân viết thì chúng ta viết là it didn't rain yesterday. It didn't rain yesterday. Rain là mưa. Để biến nó thành một tĩnh từ đứng trước danh từ thì nó sẽ là rainy, rainy. Rất oi bức. Tôi sẽ cắm điện cho cái quạt. Đây là cái quạt. Tôi sẽ biểu nó làm việc.
cắm điện vô thì nó quay. Cái gì cũng vậy, muốn nó làm việc thì chúng ta phải supply power cho nó, cung cấp năng lượng cho nó. Đó là nguyên tắc điều hành công việc. Muốn chuyện nó chạy là ta phải cung cấp power cho nó, tức là cung cấp năng lượng cho nó, có thể là ở vật phẩm, tiền bạc. Xe mà muốn chạy được là phải có xăng. Xe mà muốn chạy được thì phải có xăng. Các nghe đọc. If a car wants to run, it must have gasoline. If a car, nếu một chiếc xe want to run, muốn nó chạy được, want to run, it must have gasoline. It must have gasoline, tức là nó phải có xăng. Gasoline là xăng. If a car want to run, it must have gasoline. Ôm lại câu cũ, tôi ăn bánh mì. Nghe đọc. Review the old sentence, I eat bread. Ôm lại là review. Câu văn là sentence. Sentence. Old sentence là những câu cũ. Review the old sentence. Review the old sentence. Mạo từ the đứng trước chữ old, bắt đầu bằng một nguyên âm, ta phải đọc the thành the, nó mới tách ra được. Tức là review the old car, the old sentence. I eat bread, tôi ăn bánh mì. Ôm lại những câu cũ. Tôi uống cà phê. Nghe đọc. Oh, sorry. Tôi uống cà phê. Nghe đọc. I drink coffee. Đây là thuốc con gái tôi mua ở CVS trên cái đường Artery 3A dọc theo bờ sông Tao River. Cái này là thuốc bổ mắt. 50 plus adult, 50 plus là dành cho người già trên 50 tuổi. Uống một viên. Tốt cho mắt. Tôi uống viên thuốc bổ mắt. Nghe đọc. I pill, I là mắt, pill là viên thuốc, viên thuốc bổ. Cái gì chúng ta cũng có thể nhờ Google Translate nó dịch.
ra cái quan trọng còn lại là gì? Là nhớ. Mà muốn nhớ thì chúng ta phải nghe nhiều lần, nói nhiều lần, dùng mắt đọc chữ nhiều lần. I took Ibu, tôi uống nhiều thuốc bổ mắt. Và ta dùng cái hand, cái tay của mình, write là viết, viết nhiều lần. Hôm nay ở đây là thứ sáu. Nghe đọc. Today is Friday here. Today, hôm nay, is là Friday here. Thứ sáu. Thứ sáu là Friday. Thứ bảy là Saturday. Chủ nhật là Sunday. I need a pen. Tôi cần một cái viết. This is a pen. Đây là cây viết. This is my phone. Đây là cái điện thoại của tôi. I eat bread. Tôi ăn bánh mì. I drink coffee. Tôi uống cà phê. I wash my mouth with a wet towel. Tôi lau cái miệng của tôi với cái khăn ướt. I wipe my mouth. Tôi lau cái miệng của tôi with wet towel, với một cái khăn ướt. This is a comb. Đây là cái lửa. I comb my hair. Tôi chải tóc của tôi. Cứ như vậy mà chúng ta ôn tập. Học ngoại ngữ, giao tiếp thì chúng ta học những câu thông thường thôi. Chỉ có những chuyên gia đó, thì họ mới học những cái vocabulary, những cái ngữ vựng chuyên ngành. Ví dụ như tôi mấy chục năm trước, tôi làm nghề điện tử, electronic, thì tôi phải tự học chữ Anh để có thể đọc được sách kỹ thuật. Tiếng Mỹ nó có một cái đặc điểm, chữ theo tiếng. Thành ra khi học, chúng ta học tiếng, học chữ sao? Biết tiếng rồi thì chúng ta học chữ. Trong đời thường thì họ sử dụng những từ đơn, đơn âm giống như tiếng Việt mình, thành ra mình dễ học lắm. Nhưng mà trong kỹ thuật thì họ là những từ đa âm, dài, lòn thòn, thành ra rất là khó học. Mà khi chúng ta biết vocabulary, ngữ vựng của những chuyên ngành thì những cái chữ đó nó không có xài trong đời thường. Nó như là những lĩnh vực tách biệt ra. Do đó một người ở Việt Nam rất giỏi về lĩnh vực như là điện tử, lĩnh vực về triết học, lĩnh vực về nghệ thuật, vân vân, thì chưa chắc qua Mỹ có thể nói được những câu tiếng Mỹ bình thường. Nó không giống như chữ Việt hay là chữ Hoa. Chữ Hoa thì nó có gốc hay vấn đề gì mà nó liên quan đến
giống nhau thì nó dùng lại cái gốc chữ. Thì là chúng ta nhìn vô mà chúng ta thấy chữ kim á, là chúng ta biết cái này thuộc về kim loại. Chúng ta nhìn thấy cái gì mà nó có chữ mộc hay là chữ thảo á, thì chúng ta biết nó là thực vật, là cây cối. Giống như tiếng Mỹ á, cây á, thì nó là tree. Rừng á, thì nó là forest. Hai chữ đó không có gì mà gợi ý hết á. Trong khi đó chữ hoa đó, chữ Trung á, hay là chữ Hán Việt á, mặt đất mọc lên cây ra lá thì nó là chữ mộc, cây. Và nếu mà rừng á, thì nó là hai cây. Tức là trong chữ rừng chúng ta vẫn còn thấy cây. Còn tiếng Mỹ á, cây á, nó là tree. Tree nó đồng âm với chữ tree là số 3 đó, đồng âm. Nhưng mà khi rừng á, thì nó là forest. Thì trong chữ forest này nó không có chữ tree ở trong đó, không giống như là chữ Trung hay là chữ hoa. Đó. Rồi lấy thí dụ, một vài thí dụ. Thí dụ như bây giờ chúng ta học điện á, điện trở á, thì tiếng Hoa hay là tiếng Trung thì nó là điện trên trời rơi xuống vùng không gian chúng ta đang sống. Những giọt nước là mưa, ra ngoài ruộng thấy sấm chớp là điện. Từ đó chúng ta có điện dung. Dung là chứa. Chúng ta có điện trở. Trở có bộ óc là khó khăn, đi bị cản trở. Chúng ta có chữ cảm, ở dưới có bộ tâm, điện dung, điện trở, điện cảm. Trong ba chữ đó chúng ta vẫn có chữ điện. Đọc thì là tiên dụng, tiên chủ, tiên cả. Trong chữ cảm nó có bộ tâm. Nhưng mà nếu ở tiếng Mỹ chuyên ngành á, thì điện á, thì nó là electric. Electric, ba âm. Electric. Nhưng nếu nói về cái điện dung, tức là cái tụ điện á, thì nó là capacitor. Ở đây ta không thấy chữ điện gì nữa trong chữ capacitor. Nó chỉ là cái bộ phận chứa thôi. Nó dịch được chữ dung thôi. Rồi điện trở á, thì nó là resistor. Resist là cản trở. Ở đây ta không có thấy chữ điện nữa. Rồi điện cảm á, thì nó là inductor. Ba chữ này gần như là độc lập với nhau. Đó là đặc trưng của tiếng Mỹ. Thứ nhất là đa âm, thứ hai là âm là quan trọng. Thật ra khi học tiếng Mỹ chúng ta phải phân vùng. Bây giờ ta đang học giao tiếp đời thường. Nhiều nhà nghiên cứu người nước ngoài khi không thường xuyên sử dụng những câu giao tiếp thì cũng không nói được. Không nói được. Gặp một người đi ngang nhà thì tôi hello, khỏe không? Chào, bạn khỏe không? Nghe đâu. Hello, how are you? Hello, how are you? Những câu thông thường. Chào, khỏe không? Hello, how are you? Bạn đi chợ chưa? Nghe đọc. Have you gone to the market yet? Have you gone to market yet? Hay là you gone to market? Đi chợ chưa? Market là chợ. Hôm nay bạn định ăn món gì?
What are you going to eat today? Bạn định nói là are you going to eat today? Tôi ăn cá. Nghe đâu? I eat fish. I eat fish. Fish là cá. I eat fish. Nghe lại. I eat fish. Tôi đi chợ mua một số trái cây. Nghe đọc. I went to the market to buy some fruit. I went to the market to buy some fruit. Fruit là trái cây. Some fruit là một số trái cây. I went to the market to buy some fruit. Went là quá khứ của động từ to go. Đúng ra mình nói là I go market buy some fruit. Đó là dạng nói. Được rồi. Tôi đi chợ. I go market. Tôi mua số trái cây. I buy some fruit. Đó là văn nói. Nhưng mà văn viết thì chúng ta phải viết đúng ngữ pháp. Quá khứ của động từ to go là went. Thì đó chúng ta phải nói là I went to the market. Buy là mua thì trước nó động từ nguyên thể là trước nó phải có động, phải có to. To buy some fruit. Nghe lại. Went to the market to buy some fruit. Tôi thích ăn trái sầu riêng. Nghe đâu. I like to eat durian fruit. I like to eat durian. Durian là trái sầu riêng. Durian fruit. Durian fruit. Tôi thích ăn chuối. Nghe đọc. I like to eat bananas. I like to eat banana. I like to eat banana. Tôi thích ăn chuối. Ăn nhiều trái cây tốt cho cơ thể. Nghe đọc. Eating lots of fruits is good for the body. Lot of hay là a lot of là nhiều. Fruit là trái cây. Is good for body. Tốt cho cơ thể. Is good for the body. Đó là văn viết. Ta có mạo từ the đứng trước body. Nhưng mà văn nói thì ta nói eat much fruit good for body. Được rồi. Eat much, eat a lot fruit. Ăn nhiều trái cây. Good for body. Tốt cho cơ thể. Đơn giản chỉ có vậy. Bạn có thích ăn các món ăn Việt Nam không? Ta nghe đọc. Do you like eating Vietnamese food? Món ăn Việt là Vietnamese food. Vietnamese food. Ta đừng đọc ngắt khoảng từng âm tiết mà ta đọc thành stress, đọc liền với nhau. Ví dụ ta đọc theo tiếng cái ngữ ngữ âm tiếng Việt là Vietnamese, nhưng mà khi ta đọc theo tiếng Anh thì là Vietnamese, Vietnamese, Vietnamese. Do you like eating Vietnamese food? Do you like eating Vietnamese food? Dĩ nhiên, ta đọc được, nói được, ra chữ là người ta nghe cũng hiểu rồi. Do đó đừng có quá chú trọng về vấn đề đọc giống như Mỹ. Đa số cái bệnh của người Việt là khi nghe người ta nói thì không tìm cái nghĩa trong câu mà cứ nghe coi cái giọng nó nói có giống Mỹ không?
rồi sẽ bắt bẻ. Thành ra đó, đa số như vậy khó học, khó giao tiếp lắm, không có nắm được cái mục tiêu. Mục tiêu của giao thoại là nghe người ta nói, có khi người ta nói bằng cái tai nữa, có khi người ta nói bằng cái tai. Vậy là người ta biết là người ta wipe my hand, lau tai, đâu cần phải nói. Ví dụ người Việt Nam mình cũng vậy, người miền Nam nói khác, người miền Trung nói khác, người miền Bắc nói khác, cái giọng khác, nhưng mà ta nghe cũng hiểu vậy. Tiếng Mỹ cũng vậy, nó có nhiều loại tiếng Mỹ lắm. Tiếng Mỹ của người Úc, tiếng Mỹ của người Ấn Độ. Ấn Độ cái tiếng của nó rung lưỡi rất là dữ, thành ra khi nó nói tiếng Anh cũng là rất là rung, rung lưỡi, nghe rất khó. Rồi tiếng Mỹ của người Anh chính thống nghe nó cứng, nghe nó ồn ào cứng, nghe nó đơ đớ. Người Mỹ họ nói tiếng Mỹ, họ không phải nói tiếng Anh. Do đó hồi lúc tôi qua Mỹ, ở Việt Nam tôi học chữ mới là new, new. Nhưng mà qua Mỹ nó không đọc chữ new mà nó đọc là chữ new. Tôi đọc chữ new nó sửa tôi liền, nó nói new, nó sửa new, nó không có new. Đó, thành ra cái quan trọng trong giao tiếp cũng giống như tiếng Việt, tiếng Tàu vậy đó. Ta nói làm sao mà người kia nghe hiểu được là tốt. Còn cái chuyện mà tự mình rèn luyện, tu luyện để nâng cao cái trình độ của mình lên, đó là cái chuyện riêng. Đó là nhà chuyện của nhà ngôn ngữ học. Tôi thích ăn phở. Nghe đọc. I like eating pho. I like to eating pho. I like to eating pho. I like to eating pho. Phở bỏ ơ thành o, bỏ dấu hỏi thành phở thành ra pho. I like to eating pho. I like to eating pho. Tôi thích uống nước chanh mỗi ngày. Nghe đọc. I like to drink lemon water every day. Tôi thích uống. I like to drink nước đá chanh là lemon, hay là lemonade. Lemon water là nước chanh. Mỗi ngày thì là every day. I like to drink lemon every day. Lemon water every day. I like to drink lemon water every day. Lemon water là nước chanh, hay là lemonade. Lemonade cũng là nước chanh. I like to drink lemon water every day. Mỗi ngày là every day. Every day. Nhờ nắm được thuật kể chuyện, thành ra tôi sử dụng thuật kể chuyện để diễn đạt những thứ mà tôi muốn nói. Ngày nay mỗi người đều phải tự rèn luyện nắm được thuật kể chuyện. Thuật kể chuyện là cái quyền phát ngôn của mọi người. Chúng ta thử nói câu đó cao siêu một chút. Nghệ thuật kể chuyện là quyền phát ngôn của mỗi người. Ta nghe câu này. Nghệ thuật kể chuyện là quyền phát ngôn của mỗi người. Ta phân tích câu tiếng Anh. The art of storytelling is everyone's right to speak. Nghệ thuật là art. The art of storytelling. Storytelling là ghép bởi store, tell, thêm ing, ing chữ telling nó biến thành là danh từ. Nó mới ghép với cái danh từ nó tạo ra storytelling. Is everyone right to speak? Right là cái luật. Right to speak là cái quyền phát ngôn. Ta nghe lại câu này. The art of storytelling is everyone's right to speak. Đó là
by on the review English to me. Đó là tiếng câu tiếng câu bài học tiếng Anh mỗi ngày của tôi. Tới đây nói câu quen miệng. Chào, hẹn gặp lại. Nghe đọc. Goodbye, see you again. Goodbye, see you again. Một câu nói rất thông thường. Tàu thì nó nói là Zài jiàn, mǐng tiān jiàn. Đo dùng ốc quý. Đi lấy dùng bây giờ là đi làm nhiệm vụ. Chào.